Xin chào mọi người, hiện tại thì em đang có mặt tại ô tô mình cho phát á mọi người. Thì giới thiệu cho mọi người, hiện tại mình đang có 4 chiếc remote của cò à. Từ 30 đến 33 tấn. 30 có nè, 31 có nè, 33 có nè, 33 có hai cái nha mọi người. Thì mọt này thì đã qua sử dụng rồi anh em ơi. Mọt này thì từ đời khoảng 2010 nè. Đây là của 2010 mọi người, 2010 đây. Đây là chất lượng mọt, vỏ cũng rất là đẹp nha. 2010 Tân Thanh đó, và 2010 đây và đây là 27, hai cái 27, còn cái này là CNC 24 đó. 27 thì 33 tấn, còn 24 thì ở đây là 31 tấn, còn này 30 tấn mọi người. Thì có 4 cái cổ cò như thế này. Thì cái cổ cò này sao mọi người, nếu anh em nào mà cần trung chuyển, còn chuyển hàng mà gần đó mọi người, có 40 này nọ thì mình sử dụng cái cổ cò này cũng rất là hợp lý, và giá thành nó cũng rất là rẻ mọi người. Thì cái này nó có cổ cò thì nó có khóa gù giữa nữa đó, như cái này này, cái CNC này có gù giữa thì chở đi công 20, còn thôi mình về mình làm lại cái khóa gù 20 nữa mình chạy luôn nha mọi người. Đặc điểm của cái cổ cò này thì mình đa năng, mình sử dụng được nó như móc xương thôi, nhưng mà giá thành nó rẻ hơn rồi nha anh em. Thì cái cổ cò này nhiều người thì bắt thêm hai cái thanh trừ cái cổ đó vòng ra phía sau đây mọi người đó, thì bạn móc xương. Thì việc mình làm như vậy á thì có thể đi xét được hay không đi xét được, mọi người có thể làm tháo lắp thì được hết. Thì ưu điểm của nó thì nó cơ động hơn và nó giảm giá thành. Một cổ cò này hiện tại nó rẻ hơn với một xương đâu đó là khoảng từ 2 đến 40 triệu tùy theo mỗi cái mọt mọi người. Nên là cái việc mà lựa chọn cái cò này nó phù hợp với cái hàng hóa của mình rất là quan trọng, và nó tiết kiệm chi phí mình. Và cổ cò này chưa tới 100 triệu hết nha mọi người ơi. 4 cái này chưa tới cái nào 100 triệu hết. Mình bán rất ưu đãi nha. Thì mọi người nghĩ đi, chưa tới 100 triệu mà một cái như thế này. Cái này thì khoảng 60 chục thôi. Đó, như cái Tân Thanh 51R 0201 á. Thì cái 60 chục à, cái này cũng 60 chục thôi mọi người. Đó. Cái này thì nó rẻ đó, mọi người. Thì mình nghĩ đi, khấu hao tài sản nó quá là dễ đi, mà bán lại cũng chả bao giờ lỗ hết. Với cái chất lượng vỏ lốp và chất lượng mọt như thế này đi mọi người, thì mình đâu có gì đâu mà suy nghĩ đâu anh em. Cái sự lựa chọn đặc biệt như cái mọt này thì nó có luôn cái thùng dầu nè, mình chặn luôn cái thùng dầu cho anh em nha, mình chả lấy làm gì hết. Hồ sơ thì em rút sẵn luôn, em giao là mọi người luôn nha mọi người ơi. Hồ sơ thì em giao tận tay cho mọi người, mọi người về nhập thôi. Chất lượng mọt đây 4 cái nha anh em, còn móc xương hay là móc nào thì tùy theo thời điểm sẽ có gửi cho anh em. Thì hiện tại đang mình có đang 4 cái móc xương móc của cò như thế này, hồ sơ cầm tay hóa đơn thì chỉ có vài chục thôi, đủ sang tên thôi mọi người ơi. Đó. Mềm nha, mặt rất là mềm nha, giá rất là tốt. Anh em thì quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại em nha, 0932795695, 0981823539. Thì coi như những cái sản phẩm này, 4 cái remote này cũng như là một cái thêm cái phương án lựa chọn để tiết kiệm tối ưu hóa cái công cụ lao động của mình. Thì mọi người nên cân nhắc và sử dụng lựa chọn sao nào cho là thông minh nhất để kết hợp với hàng hóa của mình nha. Còn remote này mình bán đi, em nói là cam kết là mọi người chỉ xài là không bao giờ lỗ mọi người. Xài những cái remote này không bao giờ lỗ cả. Bán nó xài xong rồi nếu mà chuyển đổi công năng này nọ thì em sẽ thu lại cho mọi người nha. Mọt này thì thẳng thừng hết, chưa có cái nào mà công vinh tán ngã hết nha mọi người ơi, thẳng thừng hết nha. Thì còn nếu mà mọi người có nhu cầu đổi mọt thì em vẫn thu lại cái mọt khác, em đổi mọt này cho mọi người luôn, hoặc là thu mọt tải thấp đổi mọt tải cao luôn cho mọi người. Bữa giờ thì cái cổ cò này anh em nó ở chuộng nhiều lắm, anh em muốn lấy rất là nhiều nên em về 4 cái cho anh em lựa chọn ha anh em ơi. Anh em thì có thể là liên hệ với số điện thoại em hoặc là tới 256 cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước, đối diện Air Park Tân Bình, ở gần ngã tư Chu Liêu mọi người. Ô tô mình cho phát, xe cộ đang nọc ngoài đường luôn đó, xe đây ngoài đường trục đường cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước này mọi người. Đó, sẽ chạy qua chạy lại luôn thế này đây. Thì thuận tiện anh em là chạy chuyến hè thì nháy ngang qua còn được nha. Rồi cảm ơn anh em, chất lượng vỏ lốp thì cũng khá là ổn nha, chứ không phải là hết vỏ đâu mọi người. Đây vỏ lốp hay sơ xe sàn cái này, trung bình cứ mọt nó vỏ như thế này nha mọi người. Cái này bị thiếu vỏ thì mình bỏ đủ vỏ cho anh em nha, đủ vỏ đủ mâm nha. Đó. Rồi cảm ơn anh mọi người, chào mọi người.